we sail a little bit high. Sĩ phải không? Nhìn ổng là đạo sĩ đó, bắt chị em chúng ta đó. Trời ơi, là đạo sĩ hả? Thì ghé quá kìa, cậu trai ngồi bắt kìa. Anh mày bị khùng hả? Không có, nhìn anh này tôi nhớ phi công cho người ấy là ai đến cuối chương trình. Khùng quá bác. Rồi, các quý vị, có ai chưa có vé cứ giơ tay lên. Mỗi lá vé là 10.000 đồng quý vị nha. 10.000 chẳng đáng là bao kìa. Anh Hồ Ly Đen chưa có vé kìa, bên đây nè. Đó, 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 đó. Hồ Ly nó đỏ bên đây nè, mấy chị. Kìa, bên đây nè. Đâu? Kìa, bên đây nè, nó nghe này. Má này mới đen nè, má này mới đen nè. Bà nội này đen thì nhìn bà này với bà tôi mới nhớ tàu phim gì không? Phim gì? Tới Điên, bà là Linh, bà này là Hắc Phong. Hai đứa lấy nhau đó má, mà bà này đẻ. Hắc Phong? Bạch Linh. Em là Bạch Linh nè. Bạch Linh mắc dữ hả? Kìa trời ơi, cái chơi con ma thông rồi. Ê, mà nói nghe nè, cái này là đặc sự con cung ma thông này, nó lên lên số phận. Dài trắng ra trai gái nào phải gái không có sao phân biệt. Trời ơi, không biết nó đàn ông đàn bà nó mất tiền. Mà nó có cái đuôi ngộ quá ha. Đuôi đuôi nè mẹ. Dạ cứ thú vị, ai chưa mua vé thì cứ mua nhỏ diện nha. Chỉ có 10.000 đồng thôi. 10.000 đồng góp phần cho tụi em tu luyện. Và tu luyện 77-49 kiếp vẫn còn là bóng thú vị. Và ngay bây giờ xin mọi vị nào đã có lấy vé trên tay tập trung hướng mắt về ánh sáng để bắt đầu. Giờ số còn ai không, có ai có vé không người ơi? Kìa vé mà trời ơi má nó tặng quà chứ nó chạy kia rồi vé này tiếp cô nhanh nhanh chiếu như mẹ mà chạy gây vé kìa cơ ơi. Số gì ra mà không có ba cái vé hiệu này trở lại đây mà nghe cứu số có số gì ra mày gì ra có số gì ra vé kìa mày mày gì này mày gì ra mày gì này số gì này số gì này còn chờ gì ra chờ gì ra bao nhiêu ta bên nhau cùng vui ngắn ngày trái đôi tay bên người nồng nàn ôi đắm say tay đôi ta chiều nhau đi trong tiếng ca thuộc năm mắt mong nhau mà người người đó hay và người đó có hay thì cho những niềm đắng cay người đừng muốn quên kể xưa như mong bay mà mong tôi đừng thế chia ok chia tay xa nhau đường hai mình tới đây mấy gì đây à?
lên tóc cửa chạy đi đường thì nhiều người không có tin được bên mẹ đi em bám chơi nhà giàu tham cả các bọn chẳng cho ngày qua tháng hai ngày đầu là mưa rồi một con nghe tin xe đánh chạy kinh chặt đánh đường đây mẹ thì giặt bắt luôn đại nữ tôn và tháng hai bị tăng năm mươi lăm mà năm mươi lăm năm mươi lăm năm mươi lăm năm mươi lăm số gì đây phố đêm đèn mờ xa màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên bốn chục mùi còn bốn mươi 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 số gì đây má của em biết buồn biết ban biết đổ bắt tao hát trộn cái gì trời số gì đây số gì đây số gì đây số gì đây má của em biết buồn biết ban biết đổ bắt gian đi gian theo bánh xèo gia cảnh em nghèo thiếu nợ mà bạc trăm đây còn số nào thưa quý vị, con số 39 vừa được tiêu qua đã vừa đọc giải. Đề nghị của số chị mình gọi số họ là nhé. Chúng em kiểm tra lại những con cờ bên trên để tránh xảy ra tình trạng kinh phong kinh giật. Chúng ta còn có vé mà kêu lại. Rồi, Lonen ơi, chồng của Mỹ Lệ nè. Rồi bắt đầu dò số cho người yêu của Mỹ Lệ của quý vị. 39 39, hồ ly. Đâu có 39 đâu, 39 đâu. 39 mới kêu qua. Mới kêu cho anh ABD đầu nút rồi. À, người đẹp à, người đẹp gì quên rồi, Quỳnh búp bê đê. Mẹ nè, 39 à, nằm trong này nè, thấy rồi nè. Rồi, mới bỏ vô. 39 à. 52. 52, có 52. Dạ, 20. 20 đầy đủ. Chưa mẹ, và con số cuối cùng là con số 5. Số 5 hả, có luôn. Dạ, cái thưa quý vị, 39, 52, 20 và số 5. Mới vòng đầu tiên, cái gì dữ vậy cái trời. Cái đó là lỗi ở chị đó chị. Rồi, bắt đầu dò số rồi quý vị. 29 29 hồ ly có 55 55 hồ ly có luôn 39 39 hồ ly nằm trong vòng số 5 hồ ly đủ 23 52 khoan 23 có không không 20 23 có chưa khán giả chưa rồi, cái vé này của ai 40 cái vé này của bé này bé có rất nhiều con số đều có nhưng tất cả một các con đều nằm một hàng duy nhất rồi đi theo cô xuống đây cô cho hai cái nấm dúa em bé con ơi con gái con gái đúng con cũng xuống không hả đủ bốn con số cùng một hàng ngang mình mới đọc cho thôi con ơi hai đứng ra con hè nè lẹ đi cô cho bú rồi ba con đâu kêu lên đây cô phạt ba con mới được rồi anh ơi dòng loại này anh sẽ lấy gấu hay là anh lấy hồ ly lấy mỹ lệ lấy cho rồi trời ơi trời ơi trời nguyên cái vựa cao cải của đồng cải đi chua bao nhiêu năm tu hành đã có rồi mi ơi trao cho con gấu đi gấu nhỏ nội ơi đàn ông thì tham lam dễ nhưng mà chị ơi nó nghe nè sao cái rau cải mình đi rồi còn bà chủ bỏ rau cải với lại bà chủ Lý Đại Thanh đó chị kệ bà đi chờ bà đi nè dạ cái thưa quý vị hiện tại những người đẹp những cô hồ ly tiên chứ không phải là hồ ly tinh nhớ gì nha hồ ly tinh người ta là yêu quái là một mình em thôi em là hồ ly tống đây còn con này là cũng hồ ly chó cái mặt nó ghê quá là thiệt á cái con này hồi đó giống như má mình là bị lai với con chó hay gì á là bữa đó là tại vì bà quả quá bà xỉn quá bà ngủ với con hao thiên khuyển ra con này đó ra trời ơi thiệt cái mặt mày như xấu ghê luôn á ta ơi
cái mặt nó kỳ kỳ ha. Mọi người nếu mà mọi người muốn xem rõ cái nhan sắc của nó quý vị giơ tay lên nha. Đó, mang một vé tới tận nơi nhìn kỹ cái gương mặt của nó rất là tệ thôi quý vị. Cái đuôi nào là nguyên cái sụn ra rồi ơi. Đó. Thôi chết rồi trời ơi. Chụi đó. Chụi đó đúng rồi. Cái cuộc đời gì mà hết bị chặt đuôi rồi tới rút sụn gì mà nó. Kìa. Nữa. Sao vậy bây giờ mọi người muốn gì đây? Biển xanh lắm bé chẳng dám tóc đầu. Biển hoa lắm bên bờ cá chắc bao. Mặt. Ê, mày con hồ ly hay con heo mày nặng dữ vậy? Á, yêu quá. Trời ơi, thở cái gì vậy? Con chó lên gà xỉu ta. Nghĩ sao vậy, con gà khóc lên. Con chó lên con gà xỉu nha. Ủa hát xong chưa? Chưa hát. Ủa có bông nào để hái không? Có cái bông. Cái bông bị lỗi. Cái bông bơm nhựa hơi nhiều. Đó, con bơm thuốc sâu đó. Đó, cái con thuốc sâu sụ lơ đây cũng bán vé đó. À, cái con mà chứng được sụ lơ đó hả? Ờ. Vô đi mọi người ơi, để nhỏ nó bán vé đi mọi người. Hướng mắt lên sân khấu cho em sổ số. Trời ơi, kính thưa tất cả anh chị, ai vẫn còn chưa có lá vé, anh chị ủng hộ cho cái thái lô tô Hương Nam một tấm vé chỉ 10.000 đồng. Còn ai đã có lá vé trên tay rồi, xin mời tất cả anh chị hướng mắt về sân khấu tập trung giờ số. Kính chúc tất cả các anh chị vòng lễ này gặp thật nhiều may mắn. Số gì đây? Gắn Hương Nam, chúng em xin mời mọi người nhanh đến ngay nơi này là quà ca xa. Mọi người vào đây ta sẽ ngồi vui chơi, trò chơi giải trí cùng lúc số ra cờ, cha có mấy số ra gì cờ, cha có gì cờ gì ra số, cha còn gì bắt đầu dò số. Số gì đây? Là nhân dân cơ, dân cơ khắp chúng là dân cơ mọi nơi. Ta tài ta thắng nè, ta tài sẽ không chịu thua. Ta tài sẽ đánh thắng, còn thua chúng bay qua 57. 57, số gì đây? Số gì ra? Mình lớn rồi mình phải suy luận nè. Cái gì giống nhau nó mới ghét.
tự nhiên đó, đúng rồi, phải chờ, đúng rồi, phải như vậy. Cái gì giống nhau thì nó mới thường ghét nhau. Mùi ơi, đi lên đi, tự nhiên lên, đi lên đi. Đi xuống đi mày. Vừa nó nghe ăn ở không anh? Cuộc sống gì đâu mà ăn ở xa lánh quá. Nè, chỉ có em Út mới thương con thôi, em Út à. Em Út rồi. Em Út. Em Út. Thôi đi, bạn chích đôi em ơi. Mùi hành với nhau đấy. Mùi à. Mấy tỷ ăn hiếp mùi kìa. Được rồi mà mấy tỷ tỷ. Mấy tỷ tỷ đừng có ăn hiếp nó nữa. Bây giờ mụ mụ cho nó bị câm luôn. Mày mua cái video coi. Tự nhiên cái mùi mùi cho nó bị câm luôn. Cái tiếng kia. 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 Bốn mươi ba tuổi gì? Rồi nó nghe nè, Cương bị câm rồi đúng không? Vô lãnh lương về trước tiền tiền. Hỡi đâu đâu má? Mình nó còn tác dụng. Là nghe đúng không? Má nghe hết trăm liền luôn. Rồi nghe hết trăm liền. 43 quý vị gạch vô quý vị rồi vô trong em. Nè em, con bé nó giỡn vui quá quý vị. Sợ tí quý vị hơi. Không cứu được, không có cứu được mà. 43, 43. Thì đa số thì nhà, số thì đa số thì nhà. Cuộc đời là tiền nào? Mày 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 mình chạy hả con kia. Tao đi chết lừa mày à nha. Con số gì là mấy gì đó. Con số gì là mấy gì đó. Em nhá số như bao nhiêu người dùng xe. Lúc nuôi cùng em là những ngôi sao. Bàn chân em vẫn nát bao ta. Em mấy ngàn đời là người con gái Việt Nam. Ủa anh chưa có kinh, anh đứng anh chưa? Anh mắc phạm rồi. Ông Trân, ông đứng lên ai biết không bà nội? Trân! Trời ơi, cho tay đứng lên đó má. Quỷ ơn! Đùn đùn, à quên. Đùn 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 đùn. Giờ số tiếng quý vị ơi. Rồi anh vô tay anh đứng lên. Kinh rồi má. Kinh chưa, kinh rồi. Rồi đó. Rồi là rồi. Rồi thấy ông này giơ tay cuối cùng bà bánh bèo bà kinh. Khép lại. Đấy em chồng chị, tương chồng chị. Rồi bắt đầu giờ số. Con gì mà kỳ không? Rồi bắt đầu giờ số quý vị nha. Và cô bác chị thân mến đừng dội số bỏ lại ché. Để chúng em kiểm tra lại những cột trên cho thật là kỹ lưỡng thưa quý vị. Rồi em xin phép được mời chị. Dạ rồi. 57 giờ điểm kia qua. 57 giờ điểm kia qua có 1. 34. 34 một hồi xuống đánh con Tiêu Minh Phụng. 28. 28 đánh chết Tiêu Minh Phụng luôn. Số 9. Số 9 rồi con này vô hầm. Dạ cái thưa quý vị, 9, 28, 34 và 57 hoàn toàn hợp lệ. Những con số hoàn toàn hợp lệ là vé dòng đúng trong lời thưa quý vị nha. Chúng em xin phép được trao tặng phần quà đến bên ngoài. Rất lé rồi. Rồi em xin mời chị nhận đang Dung Huy trao cho chị một con gấu màu nâu đi. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, chúc mừng chị nha. Rồi kính thưa quý vị và chúng ta cùng đến với dòng loại mới. Dòng loại mới thì U Duy Kỷ Vân là 10.000 đồng một vé. Cô chú chị nào mà chụp cái vé thì giơ tay lên. Chúng em điều động nhân viên tới tận nơi để phục vụ cho quý vị qua mọi lá vé là 10.000 đồng. Kính thưa quý vị, 10.000 đồng chẳng đáng là bao. Nếu trúng là trời cho, còn không trúng chỉ đơn giản là trời chơi. Và đi đâu mà dội mà vàng mà dớp phải đá mà hoàng phải dây. Dương chúng ở lại nơi đây gian hàng số lô tô, xin mời. If we sell a little